Trời, bây giờ là 22 giờ. Hiện tại thì em đang có mặt ở trước bưu điện thành phố Hồ Chí Minh. Đây là số 1 đường Công xã Paris. Ở phía bên tay trái mình đây là nhà thờ Chánh tòa Đức Bà Sài Gòn. Hiện đang trong quá trình lại trùng tu đó cô chú anh chị. Anh trùng tu năm nay thời gian khoảng 7 năm rồi nhưng mà cũng gần hoàn thành rồi đó cô chú anh chị. Là do vật liệu phải nhập từ bên nước ngoài về cho nên trong quá trình trùng tu rất là lâu, kéo dài rất là nhiều thời gian. Và Sài Gòn TV mến chúc cô chú và anh chị một buổi tối thật nhiều sức khỏe. Ở phía trước em đây rất là đông giới trẻ uống cà phê các bạn. Khi mà Sài Gòn màn đêm buông xuống thì rất là nhiều Sài Gòn rất là lung linh. Rất là nhiều giới trẻ đổ ra đường họ uống cà phê. Uống cà phê không phải uống cà phê trong quán bình thường mà ngồi ngoài lộ uống như vậy đó các bạn. Rất là lạ luôn. Sài Gòn có một điểm rất là lạ này là tây kêu cà phê bạch của Sài Gòn này các bạn. Ở phía trước em đây là số 1 đường Công xã Paris đó. Ở gần chỗ mình đi thẳng luôn là mình sẽ đi qua bên đây Malaya được của đường Lê Duẩn đó các bạn. Các bạn thấy không, rất là nhiều người, rất là đông. Ở đây là cái vỉa hè của bưu điện thành phố mình đó. À, mình sẽ đi thẳng về phía trước mình xem cái tình hình của bà con mình kinh doanh buôn bán ở cà phê vỉa hè như thế nào nghe cô chú và anh chị. Và phía trước em đây là đường Nguyễn Du nè. Và đường Nguyễn Du này mình sẽ đi đi xe với hướng xe chạy đó là mình sẽ đi về đường Cách mạng tháng 8 đó các bạn. Còn mình đi thẳng qua với bên kia đó là mình sẽ đi về đường Đồng Khởi. Đi về Đồng Khởi đó là ở chỗ Vincom Đồng Khởi đó các bạn. Ở đây ngay đây là góc Nguyễn Du. Góc Nguyễn Du với lại công xã Paris. Lúc trước ở đây có một cái quán xì cục cây nhưng mà nó đã dẹp, nó đã giải thể đi đâu mất rồi cho nên là bây giờ không có còn, nó bị xì cục cây bán rất là ế, người ta không có vô, người ta chỉ ngồi ở ngoài đường như vậy không nè các bạn. Đó, các bạn thấy đông không? Rất là đông. Ở đây là cặp đường Nguyễn Du đó các bạn. Còn phía trước mình ở đây là tượng đài Đức Mẹ ở trước nhà thờ Chánh tòa Đức Bà Sài Gòn mình. Đây là công viên ở phía trước mình, đây là công viên của nhà thờ Đức Bà. Rất là nhiều người ta buôn bán tập tụ ở đây. Ta buôn bán những cái món ăn vặt cho giới trẻ đó cô chú và anh chị, rất là đông luôn. Bạn thấy không? Toàn là những người trẻ không chứ được. Toàn là thế hệ 8X không, thế hệ mười mấy 20 tuổi. Họ đến đây vui chơi ngắm cảnh. Lạ lắm, Sài Gòn những quán xá thì rất là ế các bạn. Những quán cà phê Highland, cà phê Tao bớt trường này kia rất ghế, nhưng những cái quán cà phê vỉa hè như này thì lại không có chỗ ngồi luôn. Rất là đông, nguyên một cái công viên của nhà thờ Đức Bà mà lại không có chỗ ngồi luôn. Chỉ có Sài Gòn mới có những cảnh này đúng không các bạn? Ở đây là cà phê này, cà phê hưởng ứng phong trào. Chúng ta ra ngồi đơ cái mặt ra ngoài đường cho người ta nhìn chứ không phải uống cà phê đúng không các bạn? Ở phía bên kia đó là trường tiểu học Hòa Bình. À, và cũng kế bên đó là nhà sứ của nhà thờ Đức Bà Sài Gòn đó các bạn. À, hướng này là mình sẽ đi về đường Hàng Thuyên nè. Đi về nhà đường Hàng Thuyên rồi mình sẽ đi qua chỗ đó là công viên 30 tháng 4 đó các bạn. Công viên 30 tháng 4 thì nó rất là mát, rất là nhiều cây, nó giống như một cái lá phổi xanh của Sài Gòn vậy đó. Nhưng thực ra nó mát rất là nguy hiểm các bạn. Tại vì những cây rất là to mà ở dưới đất đó thì bên môi trường người ta đào xung quanh đầu vòng vòng người ta đặt dây điện rồi ống thoát nước rồi cho nên cái rễ nó không có còn, thực ra cái tán thì nó rất là xanh nhưng mà cái gốc thì nó đã lung lay rồi, bởi trời mưa nó rất là nguy hiểm, nó trở thành một nỗi ám ảnh cho người dân Sài Gòn mình hiện tại bây giờ. Những cái khu nào mà có cây lớn là bây giờ người dân Sài Gòn mình họ rất là sợ các bạn. Bởi vì trong những tháng mới mới đầu mùa mưa đây mà đã bao nhiêu tai nạn về vấn đề về cây nó ngã đổ, nên bà con ở Sài Gòn mình bây giờ sợ những cái khu vực mà có cây lắm.
Nhưng mà dưới rẻ mình lại không sợ, dưới phía đất này là phía trên này là cây rất là to luôn. Mà ở đây những bạn trẻ mình ngồi chơi dưới đất thì không có sợ, rất là nguy hiểm luôn các bạn. Bây giờ hiện tại là trời mưa mới vừa xong, đường còn rất là ướt luôn. À, hướng này là em sẽ đi về đường Hàng Thuyên để xem cái khu cà phê nổi tiếng, những cà phê đắc địa của Sài Gòn mình, coi người ta hoạt động như thế nào. Mà ở cà phê cửa hàng thì nó lại đông đến như vậy các bạn. Đó các bạn, những người này đi, những người cò mồi đi kêu chặn khách đi vào lôi vào uống đó các bạn. Thực ra ở đây nó lôi kéo giống như là một cái quán chợ đen, giống như ở trên bệnh viện vậy đó các bạn. Đó, còn thấy rất là nhiều người đứng chèo kéo khách, nhằm khi chạy ra giữa đường chặn vô lôi vô vô khách cho người ta, thực ra không biết người ta đi vô làm cái gì luôn các bạn. Một ly cà phê rất là đắt các bạn, mấy chục ngàn một chai nước ngọt, có mấy chục ngàn một ly cà phê chứ không phải là rẻ nữa. À, có một cái anh này bán cái gì bán kẹo kéo. Và phía trước mình đây là đường Hàng Thuyên rồi. Đường Hàng Thuyên nó rất là ngắn các bạn, từ số 1 công xã Paris nó sẽ đi lên tới trên 5 kỳ khởi nghĩa là nó sẽ hết. Nhưng mà nó cái vị trí nó rất là đắc địa luôn. Ở phía trước này có một cà phê tapas mà 750 triệu một tháng các bạn, người ta nhưng mà người ta đã thuê 3 năm rồi, bây giờ như là hãng cà phê của Mỹ này không chịu nổi, họ đã trả mặt bằng rồi. Họ không còn bán nữa, nhường chỗ lại cho một cái quán cà phê khác. À, đó đây là cặp đường Hàng Thiên nữa các bạn, rất là vắng vẻ không. Ở khu này là những quán cà phê rất là tiếng, với những cái quán ăn nhẹ rất là sành điệu nhưng mà thực ra không có người, mà lại ở ngoài kia thì không có quán xá, nhưng các bạn thấy rất là nhiều người luôn. Tối quá, cảnh khúc này không có đèn đường, mình quay nó tối quá. Ở phía bên tay phải mình ở đây là công viên 30 tháng 4 đó các bạn, rất là mát mẻ luôn. À, phía trước mình đó là đường Water đó, các bạn thấy xe xe chạy phía trước đó là đường Water. Đường Water nó sẽ đi về quận 3, đi hết Water sẽ đi về qua bên quận 3 đó các bạn. Đây những quán cà phê rất là đắc địa mà lại không có khách, rất là vắng luôn. Ở đây phía trước mình có một quán cà phê tapas, nhưng nó đang trong quá trình dọn dẹp các bạn, nó nghỉ bán, nó trả mặt bằng. Vị trí rất là đắc địa các bạn, 750 triệu một tháng mà ta bớt nó đã thuê 3 năm rồi. Hôm nay thì hình như là trong quá trình nó trả mặt bằng, còn cái biểu tượng của ta bớt rồi. Ở đây là mình sẽ đi, đây mình sẽ quẹo phải, sẽ rẽ trái, mình sẽ đi về chỗ lãnh sứ quán Campuchia đó các bạn. Ở đây là những quán cà phê rất là đắc địa luôn. Nhưng mà vắng hơn ở ngoài lộ đúng không các bạn? Ở đây thì những người người ta ở dưới thượng lưu thì ngồi người ta uống, nhưng còn ngoài kia thì toàn là giới trẻ thôi. Đây là mình sẽ đi thẳng, đây là sẽ đi về Dinh Độc Lập đó các bạn. Nhưng mà không đi về Dinh Độc Lập mình sẽ rẽ phải. Rẽ phải mình sẽ đi về đường Master, mình đi ngược chiều về đường Master. À, về đường Master. Ở đây là đường 5 kỳ khởi nghĩa, hướng này là mình sẽ đi về lãnh sứ quán Campuchia đó các bạn. Mình đi một đoạn nữa là sẽ tới tòa án nhân dân thành phố. À, ở phía trước cặp cái đường Master này thì cũng rất là nhiều quán cà phê, như quán cà phê Đen Đá, cà phê 80 Master rồi, quán cà phê rất là nổi tiếng nhưng mà nó rất là ế ẩm luôn, cho nên các bạn thấy không vắng tanh nữa, rất là nhiều menu, rất là nhiều này kia luôn nhưng mà không có khách khứa gì hết. Cho nên là cái làn sóng mà trả mặt bằng ở thành phố Hồ Chí Minh mình rất là khủng khiếp các bạn. Những quán cà phê, những món ăn, những thương hiệu nổi tiếng mà người ta làm bài bản rất là bản nhưng lại không có khách khứa gì hết. Cho nên là cái làn sóng trả mặt bằng là các bạn nhìn thấy không, vắng vẻ kinh khủng các bạn. Cho nên là cái làn sóng mà trả mặt bằng ở thành phố Hồ Chí Minh nó rất là kinh khủng các bạn. Đó, phía trước mình đó là đường Nguyễn Du. À,
Mình đi một đoạn này sẽ tới đường Lý Tự Trọng đó cả nhà. Chỗ sáng sáng mình phía bên tay phải mình đó là tòa án của thành phố Hồ Chí Minh mình đó. Đường này rất là vắng này, vì nó không có đèn đường, nó rất là tối các bạn. Dạ em xin kết thúc video đi, hẹn gặp lại cô chú và anh chị ở video tiếp theo nha các bạn. Dạ.